Tiễn con đi làm ăn xa xứ, người cha bật khóc ngay giữa sân bay khiến ai cũng nghẹn lòng. Có một sự thật là cha mẹ luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện, và trong cuộc đời của mỗi người, những ngày còn sống trong vòng tay của cha mẹ chắc chắn là những ngày tuyệt vời nhất. Ngày rời xa đấng sinh thành để lập nghiệp, nhiều người đã rơi lệ khi nghĩ về việc từ nay mình sẽ không còn ở chung với cha mẹ nữa. Nhưng nếu như con cái đau lòng một thì có lẽ với họ đau lòng gấp 10 lần. Cha mạnh mẽ đương đầu với cuộc sống là vậy, nhưng luôn có những phút giây yếu lòng vì các con. Mới đây, khoảnh khắc người cha già bật khóc lúc tiễn con lên đường đi làm tại nơi xa xứ đã làm nhiều dân mạng rất xúc động. Cụ thể, một đoạn video clip ghi lại cảnh người cha tiễn con ra sân bay đã được dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nhưng điều khiến người xem xúc động nhất chính là hình ảnh người cha già khi ông không thể kiềm được nước mắt vì quá thương con mình, nên đã liên tục lấy khẩu trang để ngăn những dòng lệ, đồng thời ngồi sụp xuống đất vì bất lực không thể giúp được gì cho con khi con phải đi xa nhà, đi làm ăn nơi đất khách quê người. Đoạn video clip khiến dân mạng không khỏi bùi ngùi, nhiều người bình luận phải cố gắng sống thật tốt để cha mẹ luôn được yên lòng, đồng thời chia sẻ lại những kỷ niệm của mình với bố mẹ, sang đó làm ăn tốt, sau này trở về phụng dưỡng cha mẹ nhé bạn. Xem mà khóc như mưa luôn, thương ba quá. Ba mình cũng thế, càng già càng dễ xúc động, chỉ cầu mong ba mẹ sống thật lâu.